Mến chào mừng các bạn trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí của Mr. Long Linh Chúng ta tiếp tục với các video của giải sách bài tập Unit 4 của tiếng Anh lớp 6 của chúng ta các bạn ha. Và bây giờ chúng ta đã sang cái bài tập số 3 của cái phần C, cái phần Getting Ready for School này ha. Vậy thì cái bài tập số 3 này là bài tập nói về thời gian. Đó, nói về giờ. Thế thì nói về giờ thì rất là nhiều kiểu nói các bạn nhé. Vậy thì trong cái video giải này á, mình sẽ cố gắng giúp các bạn nhớ những cái cách mà nói giờ mà dễ nhất mà dễ nhớ nhất và gọn nhớ nhất, nhất đương nhiên trong những lúc làm thì thầy cũng có thể mở rộng thêm cho các bạn nếu có cần thiết thì thầy sẽ mở rộng ví dụ như cái câu đầu tiên này là, là các bạn nhìn thấy này đúng 8 giờ thì chúng ta chỉ cần ghi là it's eight o'clock it's 8 o'clock o'clock nhớ các bạn nha nhớ nhớ phát âm những âm cuối này cho thầy rồi đó là 8 giờ đúng Bây giờ là 6:20 giờ của Thế... cái này phải 6 giờ 20 mà Đúng không Rồi 6 giờ 20 thì Chúng ta phải nói làm sao nào Bạn nhìn đây nha Thầy sẽ nói cái cách mà phổ biến nhất cho các bạn nha It's 20 It's 20 past 6 Đó các bạn nhớ nha 20 cái số 20 này Tờ v -e n Tờ y dài Past 6 6 giờ 20 phút Còn không á Các bạn cũng có thể nói là gì các bạn Đây Trong trường hợp này á Nếu các bạn thấy nó khó quá Nó dễ lộn Nói trước phút trước Nói giờ sau Các bạn dễ lộn Thì các bạn chỉ cần nói thế này Các bạn ha It's 6 20 Là xong người ta vẫn hiểu là 6 giờ 20 phút đó các bạn ha như vậy là các bạn thấy cái cách nào dễ thì các bạn nói ha rồi bây giờ chúng ta chuyển sang câu b câu b chỗ này là gì 10 giờ kém 15 hoặc là 9 giờ 45 phút đúng không vậy thì các bạn ghi 10 giờ kém 15 là gì có x rồi nha các bạn nha it's it's a quarter Đó. It's the quarter to to nha 10. Đó, 10 này, số 10 này các bạn này. It's a quarter to 10. 10 giờ kém 15 phút. Đó, 10 giờ kém 15 phút. Đó là cái cách phổ biến mà người ta hay nói. Còn không thì các bạn chỉ cần nói là x nãy nãy gì các bạn? 45 là cũng ok là người ta vẫn hiểu các bạn ha. Đó là cái cách thứ hai của chúng ta rồi đó bây giờ chúng ta chuyển sang câu c câu c là các bạn nhìn đây nha 4 giờ kém 10 4 giờ kém 10 rất là dễ các bạn it's it's gì các bạn ten to 4. đó 4 giờ kém 10 phút đó là chúng ta cho phép nói ở câu c là như vậy 4 giờ kém 10 phút câu d các bạn này là 7 giờ 15 phút đúng không? 6 giờ 7 giờ 7 giờ 15 phút. 7 giờ 15 phút thì các bạn chỉ cần viết là it's it's a it's a quarter qua quarter past đó it's a quarter past gì các bạn seven đó 7 giờ kè 7 giờ 15 phút, nhớ là hơn 15 phút là phải past các bạn nhá. Còn kém là to đó. Đây là, là 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 cái kỹ năng để chúng ta giải quyết vấn đề các bạn nhá. Đó, ok. Đó, nhớ là hơn là past mà kém là to. Rồi, đó là câu D. Bây giờ câu E. Câu E là 5 giờ 5 phút đúng không? 5 giờ 5 phút. 5 Đây cây kim giờ này đúng rồi. 5 giờ 5 phút thì dễ thôi các bạn. It's It's gì các bạn? It's 5 5 past past 5. Đó, 5 past 5. 5 giờ 5 phút. Ok. Rồi, câu này là gì các bạn? 11 giờ rưỡi đúng không? 11 giờ rưỡi thì dễ. It's It's tất cả đều it's các bạn nha. 11 giờ rưỡi là it's half 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 f, 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 past past các bạn 11 đó là 11 giờ rưỡi rồi bây giờ chúng ta còn hai cái cái nối giờ nữa 1 giờ 35 phút đúng không nào 1 giờ 35 phút thì các bạn nói cho xui luôn nè xui này it's one đó nói cách này dễ nhớ hơn nè 30 5 Đó 5 chỗ nằm đó các bạn 1 giờ 35 phút Người ta hiểu ngay Ok Rồi cuối cùng là 4 giờ 20 phút đúng không nào It's It's gì các bạn 20 Đó 20 này 20 Past Past gì các bạn 4 Đó 4 giờ 20 phút vượt qua 20 phút này. Đó các bạn ha. Rồi, như vậy là tất cả kết nối giờ của chúng ta cũng ok rồi đúng không nào? Rồi, hy vọng các bạn thích video này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh nha các bạn ha.